tất cả mọi người và các bạn đã xem kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đi bắt cua đồng để cho mọi người cùng xem nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi bắt nha, để chào mọi người. Mình phát hiện cái hang cua rất to nha. Giờ mình qua mình coi thử có không đây nha mọi người. Hang cua rất là to nha, hang cua khổng lồ luôn. Hang này cua chắc to dữ dằn luôn á nha mọi người. Đây, để mình sẽ móc thử có hay không nha. Đây, hang nhiều quá. Mới đụng ở đây đâu. Đây mình sẽ thốc hang nó luôn. Nó kẹp rồi, cua càng cậu quá. Đây nha mọi người, cua càng rất to nha. Đây, đây mình bắt được một con đầu tiên rồi nha. Cua càng rất to, càng cả càng cua biển nha mọi người. Đây, cua đồng. Đây, giờ mình sẽ tiếp tục đi kiếm nữa thôi. Đây mọi người cùng xem nhé. Đây mấy cái mé hàng hàng rất nhiều nha. Không có. Ở đây hàng cua rất nhiều. Cái hàng mà không biết có hay không. Để mình thử. Bên đây có cái hang to quá nhiều người. Làm thật thử cái con gì. Wow, có thật thế. Không có con gì hết. Thật thế. Đây nha, mình phát hiện một cái hang rất to này. Đây. Hang nước rất đục. Mình sẽ ấy thử coi có không nha. Móc thử thôi. Ôi cua cái hang này nó chạy đi đâu hết trơn rồi, mọi người. Nó giờ xuống mương nó trốn hết cái gì rồi. Không ở trong hang nữa. Đây mình mới phát hiện con cua nó chạy vô nha mọi người. Nước còn đục ngầu nha. Con cua mới chạy vô nó mới trốn nè. Bây giờ mình sẽ bắt nó nha mọi người. Mình sẽ thập thử cái hang nó sâu cỡ nào. Sâu thế. Rất sâu. Đây nha mọi người, đây có một cái hang nha mọi người. Giờ nó kẹp. Cua này rất là to nha mọi người ơi. Cái khó là bắt đó. Đây nha mọi người và các bạn. Đây, cua rất to nha. Con nào có nấy càng to to không nha các bạn ơi. Đây, cua đồng. Đây nha nè mọi người, nãy giờ mới bắt được hai con nha. Hai con mọi người rất to. Ban ngày này bắt khó lắm nha mọi người. Ngày này cua nó trốn hay lắm. Để tối nay mình sẽ đi soi cua nha. Tối cua nó càng nhiều lắm, cua càng to to vậy không đấy. Giờ mình đi dài dài thử xem coi có nữa không.
hiện thêm một cái hang cua nha mọi người. Ồ, đây nha mọi người. Đây là con cua cái nha. Đây con cua này nó mới chuẩn bị lọt nha mọi người. Đây. Để mình ấy cho mọi người xem nha. Đây. Cua này người ta gọi là cua hai da nha mọi người. Đây. Ồ, sữa không nha mọi người. Đây nha. Đây là cái vỏ đó, nó chuẩn bị lọt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thả nó đi nha. Đây. Mình sẽ thả nó đi. Đây sữa quá. Sữa luôn nha mọi người. Bình thường là con cua cái này nó sẽ có con cua đực trong. Để mình thục thử có con cua đực ở trong không nha. Ây da. To quá. Gãy càng nè mọi người. Đây con cua đực đây. Gãy càng. Gãy mất tiêu cái càng này. Không biết cái này chắc nó đi kẹp lộn quá mọi người. Kẹp lộn bị gãy càng. Đây, mình sẽ cho nó vào xô. Mình tiếp tục phát hiện thêm một hang cua này nữa nha mọi người. Mình bắt nó cho mọi người xem. Con cua này chắc nhỏ. Hang sâu quá mọi người. Con cua mình móc dính con cua như này nha mọi người. Đây con cua cái nha. Mình móc văng cái yếm nó mất rồi nha. Đây là con cua cái nha. Tục phát thêm hiện thêm một con cua nó núp trong cái hang này nha mọi người. Hang này sâu lắm. Để mình móc nó ra nha. Nó đâu rồi? Đây. Cua cái không nha mọi người. Cua cái này chứ mình không bắt đâu mọi người. Đây, cua cái này nha. Chứ mình không bắt đâu nha. Bỏ nó đi. Để cho nó đẻ. Cái hang dưới này mình cũng móc luôn nha mọi người. Con cua mà không biết con cua gì. Đây, mình dính nó rồi. Ui, ui, ui. Đây một con cua càng, càng ngày càng nhỏ thôi nha, càng bé quá. Đây có một cái hang cua nữa nha, để mình thử coi con cua gì to không nha. Hang đục quá, mình đụng nó rồi, mà sâu quá, để mình lấy cây móc nó ra. Ép quá. Ui. Cua bé thế. Ôi, cua này trứng không nha. Đây nè, trứng không nha. Mình sẽ thả nó. Mình coi coi còn con gì nữa không. Ui, chỉ có một con cua đó thôi. Hang cua rất to. Cua này chắc to lắm nha. Ui, nằm sát bên. Ồ, cua cái nữa rồi. Đây thêm một con cua gái cái nữa nha mọi người.
cua cái. Cua này đã chuẩn bị đẻ quá, mình thả nó luôn. Toàn cua cái không. Tiếp tục phát hiện có hang cua ở đây nha. Nước rất đục luôn này. Đây nha mọi người, đây mình thuộc mình bắt dính thêm một con cua càng nữa đây, càng nào càng nấy, to quá, to quá trời to nha mọi người, cua đồng khổng lồ luôn nha. Đây thì một cái hang nữa nha, đây, hang rất to nha. Này, cua to lắm. Wow. Hang sâu thế. Lọc nó được. Đây nha mọi người, mình móc 9 con cua nha. Móc 2 con dính 2 con một lượt luôn nha mọi người. Đây, móc dính 2 con một lượt luôn. Đây để mình đặt ra coi. Đây. Mình đặt con cua đực thôi. Đây. Cua càng nữa nha. Càng quá to. Mình bắt cái mương vườn này đặc biệt là cua càng nha mọi người. Cua càng nhiều lắm. Và lại to nữa. Phát hiện cái hang này nha mọi người. Thật thử cái hang con gì nha. Wow, cua nha. Yeah. Nhỏ này nó kẹt đau quá. Phát hiện cái vũng nước chỗ này cá gì quá trời luôn. Để mình mò thử xem cá gì nha mọi người. Quá trời luôn. Cua cái sạch này mắc cạn nha mọi người, nắng mới có mấy ngày thôi cua nè. Wow. Wow. Cái gu quá trời tép. Không có con cá gì to hết. Đây có con gì không? Sạch với cá gô thôi. Đây nha mọi người. Tép cá gì quá trời luôn. Ê, bây giờ mình sẽ cho xem kết quả của mình ngày hôm nay nha. Nãy giờ đi bắt quá trời luôn. Wow. Một con. Hai con. Ba con. Bốn con, năm con. Sáu con. Dạ. Đây này nha mọi người. Cua đực nó kháng lộn với nhau mà nó treo cả này nha mọi người. Đây có mấy con cua rất là to nha. Wow. Kẹp nhau quá dữ. Cua đực là mấy con cua đực nó gặp nhau là nó kẹp như vậy nha mọi người nha. Kẹp không buông luôn nha. Khi nào mà gãy càng thì thôi nha. Đây. Mọi người thấy kinh của mình hay
thì chia sẻ và đăng ký cho mình nha, để mình thực hiện các video tiếp theo nha mọi người. Đây, cua của mình đây nha. Xin chào tất cả mọi người và các bạn nha.